Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các mẫu xe Chopit Milan, một dòng xe carbon cao cấp đến từ dòng Chopit, thương hiệu rất nổi tiếng của Pháp. Và được chạy một bộ group Shimano 105, cũng rất là cao cấp của dòng Shimano về xe đua. Không carbon, bành 700C. Tổng thể xe thì như bác thấy còn cái độ mới cũng rất là tốt, hầu như là trên khung là không có vết xước nhỏ là đáng kể. Chủ xe ở bên nước ngoài là họ đi rất là giữ gìn giữ cái độ mới của chiếc xe đó, được rất là đẹp. Được chạy full một bộ chuyển động, full một bộ group của Shimano 105. Như các bác chơi xe thì cũng đã đánh giá được cái bộ group này nó rất là ngon trong cái tầm giá 20 triệu rồi lại. Đây là cái bộ group Shimano 105 700C thành Shimano. Shimano thì họ không làm cúi lỗ các bác nhé. Không có nơi Shimano là có cúi lỗ. Cái khung bản to dày chắc chắn, phần ni lông của chiếc xe được trang bị bộ tay lắp của Shimano 105, cánh 3 mảnh 105. Trước Shimano dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian. Size xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Xe của các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m75, đi được phù hợp. Chuyển động 105 được trang bị 11 tầng lít và 2 tầng đĩa, xe có 22 tốc độ khác nhau. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá là 18.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.